Chào các bạn đã quay trở lại với vuột phim 10 phút. Ở cuối tập 92, sau khi nghỉ ngơi tu luyện hồi phục thân thể, Tiêu Viêm liền lôi Hàn Phong ra hỏi cung và biết được một ít manh mối về nơi giam giữ Dược Lão. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã tới lôi đài và cùng Hồng Thần giao chiến. Sau đó, Tiêu Viêm đã đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, tên kia lại có ý định ám sát Tiêu Viêm. Rất nhanh, ngay khi chứng kiến Hồng Thần phóng ra ám tiễn ám sát mình, Tiêu Viêm đã liền thi triển Tam Thiên Lôi Động tránh né. Sau đó, thân hình như tia chớp, anh ấy đã tới sát người đối thủ. Bàn tay đưa ra, Tiêu Viêm liền một chưởng chuẩn bị đánh lên người đối thủ. Phía xa, thấy sự tình phát sinh, đám người Hồng gia tức giận gầm lên. Không chỉ có họ, lão già áo xám người của Phong Lôi Các cũng nhanh chóng lao đến. Đáng tiếc, tất cả đã chậm một bước, bàn tay ngưng tụ lực lượng, Tiêu Viêm đã mạnh mẽ đánh vào người Hồng Thần đánh văn hắn ta ra khỏi lôi đài. Một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, thân thể Hồng Thần cũng mềm nhũn cắm đầu xuống đất, toàn thân tê liệt. Trên không trung, nhìn Tiêu Viêm, thanh âm lão áo xám tên Bắc Trầm Vân vang lên nói: "Dám lấy mạng người Phong Lôi Các, tiểu tử ngươi nhất định phải hối hận." Phía dưới, theo sau Bắc Trầm Vân, toàn bộ đám cường giả của Hồng gia cũng đồng thời bay lên. Thanh âm Hồng Lập cha của Hồng Thần vang lên nói: "Không cần biết ngươi có thân phận gì, Hồng gia ta cùng ngươi liều mạng không thôi. Hắn vừa mới âm thầm đánh lén ta xuất thủ phản kháng có phải là không đúng? Ngươi đem nhi tử ta đánh thành phế nhân, ta sẽ lấy mạng ngươi. Không cần nhiều lời, nói cho ta biết, tại sao ngươi luyện được Tam Thiên Lôi Động, Phong Lôi Các không có đệ tử như ngươi?" Thấy sự tình vừa phát sinh, toàn bộ người của Hàn gia hai cánh khẽ động, họ cũng liền lao lên hướng lên không trung. Ở giữa, thanh âm Hàn Trì vang lên nói: "Hồng Lập, cuộc tỷ thí hôm nay là Hồng Thần đã bị thua, chẳng lẽ người Hồng gia muốn mất lời sao? Lão tử không chấp ngươi, tiểu tử này đã thương nhi tử của ta, Hồng gia ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tiêu Viêm là người Hàn gia ta mời đến, hắn có đại ân với Hàn gia ta mà lại bị Hàn gia ta vứt bỏ, vậy sau này còn ai dám giúp Hàn gia ta nữa? Nói cho ngươi biết, Tiêu Viêm là người Hàn gia ta bảo hộ, ta với vị đại trưởng lão còn sống của Hàn gia năm đó cũng coi như có chút duyên phận, việc đả thương Hồng Thần ta tạm thời có thể cho qua, nhưng trước đó người này phải cho ta một cái công đạo. Vì sao hắn lại tu luyện Tam Thiên Lôi Động? Tam Thiên Lôi Động này là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, ta tu luyện thì có gì là sai? 10 năm trước, tàng thư các Phong Lôi Các ta bị ngoại nhân lẻn vào, ngươi cùng bọn họ không có quan hệ chứ? Nếu Trầm trưởng lão cố ý quy tội cho ta chối được sao? Người của Phong Lôi Các đều thế ư? Tiểu tử im miệng, Phong Lôi Các há có thể để cho tiểu bối như ngươi mở miệng vũ nhục. Trầm lão, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm, chúng ta từ từ nói chuyện, việc này cùng Hàn gia các ngươi không có quan hệ, đứng một bên cho ta. Tiểu tử, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta về Phong Lôi Các, tùy theo Bắc các chủ quyết định xử trí ngươi thế nào. Thứ hai, lão phu lấy mạng ngươi ngay tại chỗ này. Trầm lão, ngài Hàn Trì, lão phu đã nể mặt mũi đại trưởng lão Hàn gia mới cùng ngươi nói chuyện, nên biết điều. Nghe thấy thanh âm này, toàn bộ người của Hàn gia sắc mặt ảm đạm, gương mặt của Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cũng thập phần phẫn nộ. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn Hàn Trì nói: "Hàn bá phụ, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, không cần phải nhúng tay vào." Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đang mỉm cười, Hàn Trì thở dài nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi ngươi." Thấy thế, Bắc Trầm Vân cười mỉa mai nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có chút nghĩa khí. Một khi đã như vậy, ngươi muốn đi theo ta đến Phong Lôi Các, hay để lão phu động thủ phế ngươi đi? Phong Lôi Các ta không có hứng thú, cho nên không đi. Vậy ngươi muốn chọn con đường thứ hai phải không?" Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, cầm trọng xích cắm mạnh xuống mặt đất, nhếch miệng nói: "Muốn phế ta? Nói thật, bằng vào tứ tinh đấu tông của ngươi thì vẫn chưa đủ tư cách." Nghe vậy, toàn bộ người ở xung quanh nơi này kinh ngạc, ngay cả Hàn Tuyết nghe thấy thanh âm này, nàng cũng trở nên lo lắng muôn phần. Bên cạnh, Hàn Nguyệt an ủi nói: "Không nên nên lo lắng, Tiêu Viêm không phải loại người lỗ mãng. Hắn đã nói như vậy chắc là có cơ sở." Phía xa kia, Bắc Trầm Vân lạnh lùng, hắn quát lớn nói: "Người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng ngông cuồng. Cũng tốt, hôm nay hãy cho lão phu mở rộng tầm mắt." Dứt lời, bàn tay lão ta đưa ra, một đạo lôi điện cũng dần ngưng tụ lại, thân hình lóe lên, Bắc Trầm Vân liền phóng người xuống hướng về Tiêu Viêm chụp lấy. Thế nhưng, ngay khi lão gia hỏa kia chuẩn bị chụp tới, Tiêu Viêm đã liền sử dụng Tam Thiên Lôi Động lập tức tránh né. Thấy vậy, lão gia hỏa kia cũng liền sử dụng Tam Thiên Lôi Động đuổi theo. Cứ thế, hai đạo thân ảnh như điện xoẹt qua đuổi nhau quanh nơi này. Lấy tốc độ cực nhanh của Tiêu Viêm, cho dù Bắc Trầm Vân có là đấu tông cũng không thể nào bắt được anh ấy. Cảnh tượng đuổi bắt kéo dài một hồi lâu. Sau một hồi, Bắc Trầm Vân quyết định tăng tốc, bởi vậy thủ trảo suýt nữa đã chụp được Tiêu Viêm. Đáng tiếc, nam nhân kia lại nhanh chóng xoay người. Ngay sau đó, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm lập tức toàn lực gia tốc tránh thoát khỏi sự truy đuổi của tên kia. Nhất thời, giữa không trung, một màn đuổi bắt lại diễn ra. Thế nhưng, đang đuổi nhau, Bắc Trầm Vân lại bất ngờ thi triển đấu kỹ kỳ lạ, hình thành bốn bức tường vây nhốt Tiêu Viêm ở bên trong.
Sau đó, từ không trung, thủ chảo của tên kia bất ngờ lao về phía Tiêu Viêm chộp lấy. Trong khoảnh khắc thủ chảo sắp tới người, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn vô cùng bình tĩnh. Khi bàn tay kia chỉ còn một chút nữa đã chạm tới Tiêu Viêm thì bất ngờ, một đạo hồng quang lóe lên, giữa không trung, địa yêu khôi xuất hiện, sau đó, tung ra một đấm. Nó liền đập thẳng lên mặt Bắc Trầm Vân khiến hắn ta bị chấn bay, một vụ nổ mang theo lôi điện bạo phát bùng nổ. Thấy thế, lão ta giật mình quát, các hạ là người phương nào? Đây là chuyện riêng của Phong Lôi Các, xin đừng nhúng tay vào. Thế nhưng, sau một hồi nhìn kỹ lại, hắn ta mới thấy, đây chỉ là một khôi lỗi thì buột miệng thốt lên nói, là khôi lỗi sao? Tên này làm sao có thể có khôi lỗi hung hãn như vậy? Thấy tên kia hoảng hốt, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ta nói rồi, muốn phế ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Không nghĩ tới ngươi còn có một khôi lỗi cấp bậc đấu tông, thật là coi thường ngươi. Lời này vừa nói ra, bất luận là Hàn gia hay là người Hồng gia, đều trong nháy mắt dại ra, thanh âm thất thanh nói, khôi lỗi đấu tông sao? Điều này sao có thể? Giữa không trung, Tiêu Viêm khuôn mặt không đổi, khẽ phất tay nói, lấy mạng hắn. Bên cạnh, khôi lỗi nghe theo hiệu lệnh cũng liền lao về phía Bắc Trầm Vân. Thấy vậy, Bắc Trầm Vân cũng nhanh chóng đón đỡ, đồng thời, thanh âm vang lên nói, Hồng Lập, ta bám trụ khôi lỗi, người lấy mạng tiểu tử kia, chỉ cần lấy mạng hắn, khôi lỗi sẽ ngưng lại, đến lúc đó, khôi lỗi đấu tông sẽ là của ngươi. Nghe thế, Hồng Lập đáp, Trầm lão xin yên tâm, ta sẽ tự mình ra tay lấy mạng tiểu tử này, vì thương thế của con ta mà báo thù. Yên tâm, nếu có người dám can đảm ngăn trở ngươi, ta lấy danh nghĩa Phong Lôi trưởng lão tuyên bố, đó chính là cùng Phong Lôi Các đối địch. Đa tạ Trầm lão. Dứt lời, hắn ta hai cánh khẽ động liền hướng về phía Tiêu Viêm lao tới, đồng thời thanh âm vang lên nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, trước tiên ta sẽ đem của tứ chi ngươi đánh gãy, sau đó sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Phía dưới, thấy Hồng Lập hành động, Hàn Chi cũng không thể làm gì, ông chỉ có thể buông vài lời hướng về đối thủ mà thôi. Xung quanh, người của Hàn gia sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hiển nhiên, họ rất lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Viêm. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lên, Hồng Lập trong tay lúc này đã xuất hiện một thanh đại đao lao về phía Tiêu Viêm, hung hăng bổ xuống. Thế nhưng, ngay khi hắn ta đánh tới, Tiêu Viêm đã liền dùng ra tàn ảnh tránh né. Sau đó giữa không trung, hỏa diễm trên tay bắt đầu ngưng tụ. Thấy Tiêu Viêm làm ra hành động kỳ lạ, Hồng Lập vẫn kiên quyết đuổi theo, đại đao trong tay không ngừng chém xuống. Đáng tiếc, giữa ngực Tiêu Viêm, một đóa hỏa liên đã thành hình. Ngay sau đó, năng lượng cuồng bạo cấp tốc ngưng tụ lại bên trong đóa sen sặc sỡ. Nhìn thấy năng lượng kinh khủng mà Tiêu Viêm vừa ngưng tụ, sắc mặt cùng Hàn Chỉ cùng Hàn Điền khẽ nhíu lại, bọn họ hiểu, khi trước, Tiêu Viêm vẫn còn ẩn giấu thực lực, nếu không, cho dù là Hàn Chỉ cũng không phải là đối thủ. Theo ánh mắt họ nhìn lên, Tiêu Viêm lúc này toàn thân đã bao phủ bởi hỏa diễm nóng cháy, cầm đóa hỏa liên trong tay, anh ấy liền ném về phía trước. Trong khoảnh khắc hỏa liên bay ra, sắc mặt Hồng Lập trắng bệch, ngay lập tức, hắn ta liền vận toàn lực trong cơ thể, trên miệng đồng thời hô lớn nói, tất cả mọi người của Hồng gia nghe lệnh, vây tên tiểu tử này lại cho ta. Lời nói Hồng Lập vừa dứt, toàn bộ người của Hồng gia cũng liền nhanh chóng lao tới. Sau đó, bọn họ nhanh chóng vây lại, trên tay, năng lượng cũng đồng thời tung ra trợ giúp Hồng Lập, ngưng tụ năng lượng thành một quả cầu chống lại đóa sen đang lao tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ kinh thiên bạo phát, không gian lập tức ngập chìm trong khói lửa xanh biếc, cứ như một cơn sóng thần dâng trào, ập đến vô cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, thạch đài vỡ vụn, tất cả chỉ còn lại một vết lõm sâu xuống dưới, chính giữa là thân hình đám người của Hồng gia. Lúc này, chỉ thấy sắc mặt đám người kia cháy đen, một ít người thoi thóp lồm cồm bò dậy. Thấy thế, Hàn Trì cười vui sướng, khi ông nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Viêm phiêu phủ giữa không trung sau đó cầm huyền trọng xích lao xuống đập, cho đám người đang thoi thóp kia phế đi toàn bộ bọn chúng. Và tiếp theo đây, tập 93 vẫn còn rất hấp dẫn. Các bạn hãy theo dõi bộ phim 10 phút để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.